Xin chào tất cả các bác. Đã quá lâu rồi, phải mấy tháng nay thì em chưa ra được video để đăng lên cho các bác xem. Thì hôm nay mới bắt đầu quay cho các bác tiện có một đơn hàng. Thì quay cho các bác xem để cho các bác biết là cửa hàng em vẫn hoạt động liên tục, chưa bao giờ nghỉ. Đấy, bác nào mà cần những cái sản phẩm gì thì cứ alo cho cửa hàng qua số điện thoại 0962 297 417. Cửa hàng em vẫn hoạt động liên tục, có điều là hơi lười đăng video thôi. Thì tiện hôm nay có một cái đơn hàng mà em gửi cho khách ở Đắk Nông. Thì hội kèn nhà thờ họ thành lập, thì họ có mua khoảng độ tầm 20 mấy cây, 20 mấy hay là 30 cây gì đấy, nhưng em không đếm cụ thể. Nhưng mà ở đây nó chưa đủ. Nhưng mà họ cần thì em phải gửi trước. Những cái thứ nào có thì mình sẽ gửi trước. Đây là có 10 con Saxo Alto kèn Nhật nội địa. 10 con Saxo Alto ngoài này là kèn Nhật nội địa. Ở đây có các hãng như Macton, Minerva, G. Michael, Senva. Kèn Trumpet này, Trumpet, Trumbone này, Bass này là kèn Yamaha. Thì như Trumpet này, Trumbone là có 2 Trumpet, 2 Trumbone, 2 Bass. Kèn này hoặc kèn Saxo này chủ yếu. Thì tại sao mà cái khách em nói qua về cái đơn hàng này, thì cái khách của em là khách ở Đắk Nông. Họ chưa từng đặt hàng bên cửa hàng. Và đây là lần đầu tiên họ cũng không ra cửa hàng luôn. Đơn hàng thì trị giá cũng gần 200 triệu. Nhưng mà họ không ra cửa hàng. Em nghĩ là cái này là do cái sự tin tưởng của các bác đã đặt niềm tin vào cửa hàng nhà cụ Cao Cường. Và nó cũng là cái thành quả mà nhà cụ Cao Cường gây dựng trong gần chục năm qua, để tạo được cái uy tín, thì các bác mới đặt hàng và tin tưởng đặt hàng như vậy. Cái này là rất là cảm ơn tất cả các bác, đặc biệt là những người mà đang theo dõi cái video này và các cái khách hàng của em trước đây. Có những cái khách hàng của em và có những người theo xem video này thì mới có những cái thành quả như ngày hôm nay, phải có những người khách mới họ tin tưởng và đặt hàng tại cửa hàng. Thì quay như này là tất cả bên em nói tất cả mọi điều từ trước đến giờ, chứ không riêng gì trong cái video này, đều là thực tế, không có một cái gì là theo kiểu làm màu. Nên là nhiều bác xem thì bảo là thằng này này chắc là có ít hàng lại lôi ra, xong đó là làm màu, rồi là quay video, rồi nghĩ là mình bán được hàng. Nhưng mà để thực tế cho các bác thì đây, cái lô này em sẽ quay cho các bác xem cái quy trình đóng gói rồi để gửi hàng đi luôn, để cho các bác tin tưởng luôn. Bởi vì khách hàng này, khách hàng Đắk Nông mà, họ còn chưa bao giờ đến cửa hàng mà vẫn tin tưởng đặt lô hàng gần 200 triệu. Đấy. Và bên em thì khách hàng ở gần cũng như khách hàng ở xa, đặt hàng online hay là đến trực tiếp thì đều quyền lợi như nhau. Đấy, thậm chí khách xa còn bên em còn hỗ trợ được một chút về cái phần đi lại cho khách hàng. Thì nên là các bác ở xa đừng có lo là mình không đến được trực tiếp mình xem sản phẩm, kiểm tra được sản phẩm. Thì bên em tất cả đều có kiểm tra rất là kỹ, những cái con kèn này đều kiểm tra, toàn bộ đều kiểm tra rất là kỹ. Đó. Rồi bắt đầu mới đặt lên đây, đưa ra kiểm tra lại một lần nữa về các phụ kiện. Sau đó mới gửi đến khách hàng, chứ không phải làm qua loa rồi bắt đầu gửi cho khách đâu. Bởi vì bên em bán nó còn bảo hành mà còn bán lâu dài nữa cơ. Cho các bác xem sơ qua, ví dụ như một con kèn Saxo này đi, thì như bên em nhập về đấy thì không bao giờ có chuyện là nó đầy đủ phụ kiện như này đâu. Các bác xem, không bao giờ có chuyện đầy đủ phụ kiện như này đâu, dây đeo đẹp như này đâu. Là về bên em đều phải nhặt những cái phụ kiện linh tinh không cần thiết, sau đó là lại phải thêm phụ kiện của mình vào. Ví dụ như rẻ vệ sinh lấy đâu ra đâu, miếng dán bếch này lấy đâu ra, răm này, thì dây đeo kèn này, rồi là dầu bôi cỏ mỡ xa bần này, tất cả những cái này đây, thậm chí là chổi kèn này, là những cái phụ kiện mà bên em đều cho thêm vào cho khách. Không phải là suất nào cũng đầy đủ được như này đâu. Đấy. Một con kèn giá trị vẫn như vậy, nhưng mà bên em là buôn, rồi là cả buôn lẫn lẻ các cái phụ kiện này bên em rất nhiều, nên là chả tiếc gì những cái phụ kiện này để tặng kèm cho khách cả.
Nên tất cả những con kèn nào con nào mà mua về bên em mua về nó thiếu đấy, thì bên em sẵn sàng cho thêm đầy đủ phụ kiện mà. Đấy, nên là mua cửa hàng đồ cửa hàng cũng là Cao Cường là nó rất là đầy đủ. Các bác nào đã từng mua đấy thì để lại bình luận cho em xem. Đấy, bên em bán là không bao giờ tiếc những cái phụ kiện nhỏ nhỏ đấy đâu, vặt vặt đấy đâu, rất là đầy đủ. Bác nào mà mua ở cửa hàng khác thì có thể cho em nhận xét luôn, bởi vì em như góc độ em thấy là như bên em là rất là đầy đủ rồi. Còn cái vấn đề kẹp bài giá bài thì tùy theo cửa hàng. Bởi vì như bên em bán thì cả hội kèn và cả cá nhân, nên là những người cá nhân đa số người ta không sử dụng cái kẹp bài đâu, nên cái đấy là phụ kiện mà không thiết yếu, không phải là ai cũng cần, nên là em sẽ không cho cái kẹp bài. Thì còn những bác nào cần thì phải yêu cầu riêng. Còn lại phụ kiện gần như là đầy đủ luôn. Bác nào mà có nhu cầu ví dụ muốn bổ sung hay là muốn mua nâng cấp kèn các loại thì cứ liên hệ cho cửa hàng nhạc cụ Cao Cường, bên em đầy đủ các loại, đầy đủ tầm giá, mọi nhu cầu. Sau đây thì em sẽ quay cho các bác xem quy trình đóng gói luôn và gửi đi cho khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lô hàng đợt 2 này. 6 con sắc ăn tu. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 con sắc ăn tu. Và 2 con tenno. 1 2 tenno. Một cái xe trống thiếu đợt trước. Hôm nay có Jim Michael và Mark Tone.